PTSD ảnh hưởng đến một trong 44 trẻ em ở Mỹ. Dưới đây là những điều bạn cần biết để hỗ trợ tốt nhất cho cộng đồng và nâng cao nhận thức. Rối loạn phổ tự kỷ là một loạt các tình trạng có thể ảnh hưởng đến hành vi, kỹ năng xã hội và giao tiếp của một người. ASD ảnh hưởng đến mọi người theo những cách khác nhau và tiếp tục trong suốt cuộc đời của một người. Nếu bạn có người thân hoặc biết ai đó mắc chứng tự kỷ, bạn có thể được giáo dục tốt về cách nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của họ và cách hỗ trợ họ tốt nhất. Tuy nhiên, điều này không đúng đối với tất cả những ai tương tác với một người bị ASD, cho dù đó là bạn bè, giáo viên, đồng nghiệp hay thậm chí là người lạ. Đây là những gì chúng ta biết về ASD. Rối loạn phổ tự kỷ là gì? Rối loạn phổ tự kỷ là một tình trạng thần kinh và phát triển có thể ảnh hưởng đến khả năng học tập, giao tiếp và tương tác xã hội của một người. ASD được coi là một rối loạn phổ vì các triệu chứng và mức độ nghiêm trọng của nó khác nhau ở mỗi người. Một số người mắc chứng tự kỷ có thể sống hoàn toàn độc lập, trong khi những người khác có thể yêu cầu sự trợ giúp đáng kể trong các công việc hàng ngày. Theo dữ liệu năm 2018, CDC báo cáo rằng khoảng một trong số 44 trẻ em ở Mỹ được chẩn đoán mắc ASD. Dưới đây là một số thống kê bạn có thể chưa biết về ASD ở Mỹ. Tỷ lệ hiện mắc ASD khá giống nhau ở tất cả các chủng tộc, dân tộc và các nhóm kinh tế xã hội. Trẻ em gái có nguy cơ bị chẩn đoán tự kỷ thấp hơn 4 lần so với trẻ em trai. Và 31% trẻ em được chẩn đoán mắc ASD được xếp vào mức độ khuyết tật trí tuệ, 25% ở mức giới hạn và 44% được xếp vào mức trung bình đến trên trung bình. Các triệu chứng của bệnh tự kỷ là gì? Điều quan trọng cần biết là không phải tất cả những người mắc chứng tự kỷ đều có những biểu hiện giống nhau. Theo một hướng dẫn do Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ tạo ra để giúp các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chẩn đoán các rối loạn sức khỏe tâm thần, có 3 dấu hiệu chung của ASD khó tương tác xã hội: các vấn đề giao tiếp và hạn chế các hành vi lặp lại. Tác động của chứng tự kỷ đối với các tương tác xã hội. Tương tác xã hội là cách bạn hành động hoặc quản lý các tình huống nhất định và tương tác với những người khác. Điều này bao gồm diễn giải các tín hiệu xã hội, giải quyết vấn đề và phản hồi. Những người mắc chứng tự kỷ thường gặp khó khăn trong việc giao tiếp xã hội và đọc hiểu người khác. Họ có thể thiếu động lực trong việc tương tác với những người xung quanh hoặc trải qua chứng lo âu xã hội. Tuy nhiên, điều này không đúng với tất cả những người mắc ASD. Những người khác có thể thích tham gia vào xã hội. Các chỉ số và thiếu hụt kỹ năng xã hội phổ biến bao gồm thiếu quan tâm đến việc bắt đầu các tương tác xã hội, khó duy trì giao tiếp bằng mắt, không có khả năng đọc các tín hiệu phi ngôn ngữ của người khác, không thể xem quan điểm của người khác, không hiểu những lời mỉa mai và ẩn dụ. Tác động của chứng tự kỷ đối với kỹ năng giao tiếp. Giao tiếp có thể được định nghĩa là những kết nối có ý nghĩa giữa mọi người, trong đó thông tin được truyền và xử lý nó có thể bằng lời nói hoặc không lời. Những người mắc chứng tự kỷ có thể thấy khó giao tiếp với người khác. Trẻ em mắc chứng ASD thường gặp khó khăn trong việc phát triển các kỹ năng ngôn ngữ và hiểu đầy đủ những gì người khác nói. Những người bị ASD cũng có thể thấy giao tiếp phi ngôn ngữ như giao tiếp bằng mắt, nét mặt và ngôn ngữ cơ thể là thách thức. Những người bị ASD có thể hiển thị các mẫu giao tiếp sau: ngôn ngữ cứng nhắc hoặc lặp lại, phát triển ngôn ngữ chậm hoặc không đồng đều, sở thích trò chuyện hạn chế, kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ kém. Các hành vi bị hạn chế và lặp đi lặp lại ở bệnh tự kỷ. Các hành vi lặp đi lặp lại hoặc đơ là một trong những triệu chứng phổ biến nhất của rối loạn phổ tự kỷ. Những người bị ASD có thể trình bày các hành vi lặp đi lặp lại trong các kỹ năng vận động, dùng tay sờ soạng, bật và tắt đèn, hoặc trong lời nói, lặp lại các câu nói hoặc câu hỏi giống nhau. Nhiều người mắc chứng tự kỷ có thể bị rối loạn chức năng xử lý cảm giác. Điều này có nghĩa là một số giác quan, như âm thanh hoặc ánh sáng, có thể bị kích thích quá mức. Bóp cứng được sử dụng như một cơ chế tự xoa dịu bản thân bằng cách đánh lạc hướng họ khỏi những cảm xúc mạnh mẽ. Một số hành vi lặp đi lặp lại có thể giống như sau: echolalia, lặp lại các từ hoặc cụm từ;
trên hoặc dưới sự kích thích bởi các kết quả cảm giác nhất định. Mối quan tâm hạn chế đến các chủ đề cụ thể. Xếp các vật phẩm hoặc đồ chơi lên. Khó chịu khi thay đổi thói quen của họ. Chẩn đoán ASD. Chẩn đoán các rối loạn phổ tự kỷ có thể khó khăn vì không có bất kỳ xét nghiệm sinh học nào phát hiện ASD. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phân tích hành vi và sự phát triển của một người để đưa ra chẩn đoán. Hầu hết các bác sĩ thường đợi cho đến khi đứa trẻ được ít nhất 2 tuổi để đưa ra chẩn đoán đáng tin cậy. Nhiều bác sĩ nhi khoa sử dụng danh sách kiểm tra sửa đổi cho chứng tự kỷ ở trẻ mới biết DMCHAT để giúp xác định xem trẻ có dễ bị ASD hay không. Việc sàng lọc này không cung cấp một chẩn đoán nhưng xác định xem trẻ có đang đi đúng hướng phát triển so với lứa tuổi của chúng hay không hoặc có cần khám sàng lọc chuyên sâu hơn hay không. Phương pháp điều trị chứng tự kỷ không có cách chữa khỏi bệnh tự kỷ mà có rất nhiều kế hoạch hỗ trợ và can thiệp có thể giúp giảm thiểu và kiểm soát các triệu chứng. Vì bệnh tự kỷ biểu hiện khác nhau ở mỗi người nên kế hoạch điều trị cũng sẽ là duy nhất cho mỗi người. Các phương pháp điều trị ASD được thiết kế để giảm các triệu chứng ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày và chất lượng cuộc sống tổng thể. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng chẩn đoán và can thiệp sớm có nhiều khả năng mang lại hiệu quả lâu dài trong việc giảm thiểu các triệu chứng. Điều trị cho những người mắc chứng tự kỷ có thể bao gồm một hoặc kết hợp các biện pháp sau: liệu pháp ngôn ngữ, đào tạo kỹ năng xã hội, liệu pháp quản lý hành vi, liệu pháp hành vi nhận thức, điều trị bằng thuốc, liệu pháp dinh dưỡng, liệu pháp nghề nghiệp, vật lý trị liệu. Những lầm tưởng và quan niệm sai lầm phổ biến về ASD. Có rất nhiều quan niệm sai lầm về chứng tự kỷ và cách nó ảnh hưởng đến những người được chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ. Dưới đây là những lầm tưởng và sự thật phổ biến về chứng rối loạn phổ tự kỷ. Lầm tưởng ASD ảnh hưởng đến mọi người theo cùng một cách. Sự thật là những người mắc chứng tự kỷ đều có những thách thức và sức mạnh khác nhau. Nó được gọi là một phổ vì mọi người hiển thị các triệu chứng và mức độ nghiêm trọng khác nhau. Một số có thể có kỹ năng cao trong một số lĩnh vực nhất định như toán học, lịch sử hoặc diễn thuyết. Trong khi những người khác có thể trình bày khó khăn trong học tập trong các chủ đề này hoặc có thể không nói được. Lầm tưởng tự kỷ là một chứng rối loạn sức khỏe tâm thần. Tự kỷ không phải là một rối loạn sức khỏe tâm thần mà là một rối loạn thần kinh. Rối loạn thần kinh thực vật ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ và các dây thần kinh trên toàn cơ thể con người. ASD có thể ảnh hưởng đến cách một người học tập, giao tiếp xã hội, giao tiếp và cư xử. Lầm tưởng vaccine gây ra chứng tự kỷ. Không có nguyên nhân duy nhất của chứng tự kỷ. Di truyền và môi trường có thể đóng một vai trò nào đó. Trong những năm qua, đã có những lo ngại về vaccine gây ra ASD. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy không có mối liên hệ nào giữa vaccine và chứng tự kỷ. Tại sao nhận thức về chứng tự kỷ lại quan trọng? Liên Hợp Quốc đã tuyên bố ngày 2 tháng 4 là ngày nhận thức về tự kỷ thế giới. Ý tưởng đằng sau sắc lệnh là tạo ra nhận thức xung quanh ASD để xóa bỏ các quan niệm liên quan đến chứng tự kỷ và thúc đẩy hòa nhập. Sự thiếu hiểu biết có thể ảnh hưởng đáng kể đến người tự kỷ và gia đình của họ. Cho dù bạn, người thân hay người quen mắc chứng tự kỷ, bạn có thể giúp nâng cao nhận thức và tạo ra một cộng đồng an toàn và chấp nhận hơn cho những người mắc ASD. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!